Lộ diện kẻ đứng sau ép buộc ông Vũ Đức Đam phải thôi chức Phó Thủ tướng. Sự thật hé lộ, quả thật không đơn giản như chúng ta nghĩ. Thưa quý vị, quả thật khi nhắc lại những quãng thời gian trầm lặng của Bộ Chính trị Nhà nước thời gian qua, hàng loạt những cán bộ lãnh đạo cấp cao phải lần lượt ra đi và thậm chí còn bị truy tố bắt tạm giam một cách ê chề. Có những cán bộ cứ tưởng sẽ là những ngọn đèn sáng để làm gương, để phát triển đất nước và luôn tận tụy cống hiến cho nhân dân thì lại bị phanh phui bởi sự tham lam quyền lực và đồng tiền ma tha hóa con người, dẫn đến những vụ án tham nhũng gây rúng động cả nước. Cùng nhớ lại về sự kiện đáng buồn khi hai Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh bị Quốc hội miễn nhiệm chức vụ. Có thể thấy được sự nghiêm minh của pháp luật của nhà nước, thế nhưng cho đến nay, sự thật về lý do ông Vũ Đức Đam phải thôi chức vẫn là một ẩn số chưa được đưa ra ánh sáng. Ngày 9 tháng 1 năm 2023, tại kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa 14, Bộ Chính trị đã đồng ý để ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam thôi giữ các chức vụ lãnh đạo, nghỉ công tác, nghỉ theo quy định. Ông Phạm Bình Minh sau đó cũng có đơn xin thôi nhiệm vụ, đại biểu. Như vậy, có thể xem các ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam từ chức hay không, đồng thời quy định 41 về từ chức miễn nhiệm quy định nhiều căn cứ từ chức. Vậy ông Vũ Đức Đam từ chức vì lý do gì? Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu cho biết. Theo quy định của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, ở kỳ họp đã quyết định phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng với các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam. Ông Vũ Đức Đam, 60 tuổi, quê Hải Dương. Ông là Phó Tiến sĩ Kinh tế Thế giới và Quan hệ Kinh tế Quốc tế, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 11, 12, 13. Khóa 10, ông Vũ Đức Đam là Ủy viên Trung ương Dự khuyết. Ông có 10 năm công tác tại Văn phòng Chính phủ. Năm 2003, ông làm Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh. Tháng 8 năm 2005, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông. Từ tháng 11 năm 2007, ông công tác tại Quảng Ninh, giữ nhiều chức vụ như Phó Bí thư, Chủ tịch tỉnh, Bí thư tỉnh ủy. Tháng 8 năm 2011, ông Đam là Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông làm Phó Thủ tướng từ tháng 11 năm 2013 và giữ cương vị này qua 3 nhiệm kỳ liên tục. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có thời gian hơn 1,5 năm làm trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID từ đầu năm 2020 đến cuối tháng 8 năm 2021. Liên quan lý do miễn nhiệm ông Vũ Đức Đam, ông Nguyễn Tuấn Anh nói Quốc hội thực hiện miễn nhiệm ông Vũ Đức Đam trên cơ sở nguyện vọng cá nhân. Nội dung này được cơ quan có thẩm quyền xem xét thận trọng và tính toán nhiều mặt. Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng có nghị quyết 32 đồng ý cho thôi giữ chức vụ và trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam. Ông Nguyễn Tuấn Anh nói, nếu có vấn đề sức khỏe không đảm bảo hay uy tín giảm sút thì xin thôi, cấp có thẩm quyền khi đó sẽ xem xét miễn nhiệm nhiệm vụ ấy. Còn nếu là từ chức thì theo quy định là thôi giữ nhiệm vụ khi chưa hết nhiệm kỳ được bổ nhiệm. Nội hàm này có điểm tương đồng nhưng ở đây theo nghị quyết của Quốc hội là miễn nhiệm. Ông Nguyễn Tuấn Anh nói, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, công tác cán bộ là chủ trương Đảng và Nhà nước. Có thể thấy rằng Vũ Đức Đam bị Quốc hội cho miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng còn có nhiều lý do khác nữa liên quan tới quá trình hoạt động công tác của ông Đam, chứ không chỉ đơn giản là việc ông Đam xin từ chức theo nguyện vọng cá nhân. Ngòi nổ đầu tiên liên quan tới ông Vũ Đức Đam đó chính là kỷ luật buộc thôi việc ông Nguyễn Văn Trịnh, nguyên trợ lý Phó Thủ tướng do đã có vi phạm khuyết điểm trong công tác và đã bị kỷ luật về Đảng trong đại án Việt Á gây chấn động. Ông Nguyễn Văn Trịnh bị kỷ luật do đã có vi phạm khuyết điểm trong công tác và đã bị Ban Thư ký kỷ luật về Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định của Ban Bí thư về thi hành kỷ luật vào ngày 21 tháng 12 năm 2022. Ngày 16 tháng 12 năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật một số cán bộ. Trong đó có ông Nguyễn Văn Trịnh, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đảng ông Nguyễn Văn Trịnh do đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội. Căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định khai trừ đảng ông Nguyễn Văn Trịnh. Trước đó, ngày 30 tháng 11 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Văn Trịnh về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật Hình sự, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ đã lợi dụng vị trí công tác can thiệp tác động các đơn vị cá nhân có trách nhiệm tại Bộ Y tế để công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm COVID trái quy định pháp luật, giúp công ty Việt Á tiêu thụ sản phẩm kit xét nghiệm COVID tại các đơn vị địa phương, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của nhà nước. Hành vi của ông Nguyễn Văn Trịnh phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 điều 156 Bộ luật Hình sự.
mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty Việt Á và các đơn vị địa phương liên quan thuộc diện theo dõi chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng với quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Văn Trịnh được bổ nhiệm làm trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ vào năm 2018. Trước đó, ông giữ chức hàm Vụ trưởng Thư ký của Phó Thủ tướng Chính phủ. Vụ bê bối của Đại án Việt Á với hàng chục cán bộ lãnh đạo cấp cao bị nhúng chàm là một sức ép lớn để quyết định đến vị trí của ông Vũ Đức Đam khi giữ vai trò là Phó Thủ tướng. Theo nhận định của một số người trong ngành y tế, sau khi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị bắt, người chịu trách nhiệm trong vụ mua kit test của Việt Á với giá cao bất thường ở cả 62 tỉnh thành sẽ là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Đây là vụ trọng án tham nhũng lớn chưa từng có liên quan trung ương tới hầu hết các tỉnh thành cả nước. Hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam thôi giữ các chức vụ cũng được cho là chịu trách nhiệm người đứng đầu khi lĩnh vực phụ trách xảy ra các sai phạm nghiêm trọng. Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được giao phụ trách các lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thông tin, truyền thông trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19. Từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020, ông Vũ Đức Đam làm trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 từ khi mới thành lập cuối tháng 1 năm 2020, sau hơn một năm điều tra. Từ 17 tháng 12 năm 2021, vụ kit test Việt Á đã có 104 bị can bị khởi tố, trong đó Bộ Công an khởi tố 31 bị can, Bộ Quốc phòng khởi tố 5 bị can, Công an 24 tỉnh, thành phố khởi tố 68 bị can. Các bị can điều tra về 6 tội danh khác nhau, bao gồm vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, hơn 100 bị can còn lại. Phần lớn là cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các cơ quan y tế các địa phương và một số doanh nghiệp. Ngoài ra, liên quan tới đại án kit test của Việt Á, ông Nguyễn Văn Trịnh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng bị Bộ Công an khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hai bộ trưởng bị xử lý hình sự được nhắc đến ở trên đều liên quan tới đại án Việt Á, đó là các ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 11 năm 2020, cựu Chủ tịch Hà Nội từ tháng 9 năm 2020 tới tháng 6 năm 2022, và ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 6 năm 2022. Ông Chu Ngọc Anh bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan tới các sai phạm tại Bộ Khoa học Công nghệ trong việc thực hiện đề tài nghiên cứu kit xét nghiệm tại Việt Á. Còn ông Nguyễn Thanh Long bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan tới các sai phạm tại Bộ Y tế trong việc cấp phép lưu hành để Việt Á nâng khống giá bán kit test ra thị trường. Theo Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học, vi phạm trong vụ Việt Á rất rộng liên quan tới nhiều cán bộ, đảng viên. Quá trình xem xét xử lý đòi hỏi rất khẩn trương, đồng thời cũng cần rất thận trọng. Bộ Chính trị có kết luận về chủ trương phân hóa đối tượng trong quá trình xử lý kỷ luật. Đây là đường lối chủ trương để các cơ quan chức năng cân nhắc đánh giá nguyên nhân, bối cảnh, từ đó xem xét đối tượng nào, xử lý nghiêm đối tượng nào, giảm nhẹ những đối tượng nào thuộc diện miễn kỷ luật. Dựng lửa, Vũ Đức Đam tái xuất Bộ Chính trị, Tổng Trọng lật bài phút chót, thế lực đen tím tái, Tướng Lâm hỏa tốc nhận nhiệm vụ chưa từng có, đại án chuyến bay giải cứu sắp hạ màn. Thưa quý vị, một tin cực sốc vừa được giới quan sát bàn tán rộ tin, đó là việc Bộ Chính trị và Trung ương Đảng cùng với Quốc hội đang xem xét để tái bổ nhiệm ông Vũ Đức Đam. Chuyện này chưa biết thực hư thế nào, nhưng nhiều người dân đã tỏ ra vui mừng vì nhiều người luôn cho rằng ông Đam là quan thanh liêm hiếm có của thời này và trong quá trình công tác ông đã luôn nỗ lực làm tốt nhiệm vụ của mình, quan tâm đến nhân dân và người lao động. Tin đồn này có lẽ dựa trên việc từ khi bị bày ghế cho đến nay, ông Đàm vẫn bình an vô sự bên ngoài song sắt. Người ta cho rằng Tổng Trọng đã tìm ra được chủ mưu của các vụ án lớn như Việt Á và chuyến bay giải cứu, và ông Vũ Đức Đam không hề nằm trong danh sách nhận hối lộ. Một số dòng tin cũng nói rằng Tổng Trọng đã giao cho tướng Tô Lâm và Đinh Văn Nơi thành lập một tổ công tác đặc biệt để phá một chuyên án mà trong đó liên quan đến nhiều lãnh đạo cấp cao. Tin đồn cũng nói rằng nơi phát tích của chuyên án này nằm ở tỉnh Quảng Ninh. Dù đây là một chuyện khó tin, khó có thể xảy ra như một số nhà quan sát cho rằng. Trước đây không ai nghĩ đến việc Chủ tịch nước sẽ phải từ chức, thì việc một lãnh đạo có trình độ như ông Vũ Đức Đam được quay lại chiến trường sau khi được sửa oan cũng là chuyện bình thường. Kể từ sau khi bị kỷ luật, người ta không còn thấy ông Đam xuất hiện nữa. Có tin thì cho rằng Vũ Đức Đam bị giam lỏng tại gia, có tin thì lại nói ông đã về quê ở ẩn. Cho đến nay, sự thật về lý do ông Đam và ông Phạm Bình Minh bị rớt ghế vẫn được xem là một bí mật quốc gia, hay ông đi về đâu sau đó là câu hỏi được nhiều người thắc mắc.
bị cách ghép các chức vụ trong đảng là tội rất nặng. Trước đây, ông Nguyễn Văn Thể bị thôi chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhưng vẫn còn giữ được ghế Ủy viên Trung ương Đảng. Ấy vậy mà số phận của ông Nguyễn Văn Thể đến nay vẫn chưa rõ ràng, liệu ông có được về nhà với vợ con không hay lại nhập kho nhưng theo thông lệ. Hầu hết những quan chức còn giữ được chức vụ trong đảng thì tạm thời an toàn. Trường hợp ông Phạm Bình Minh bị thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng rất giống với trường hợp ông Đinh La Thăng trước đây. Còn ông Vũ Đức Đam bị thôi Ủy viên Trung ương Đảng, tương tự như ông Tất Thành Cang hiện nay. Cả ông Đinh La Thăng và ông Tất Thành Cang đều đang ngồi tù. Nói về hậu quả thì những gì ông Đinh La Thăng gây ra không nguy hiểm bằng ông Phạm Bình Minh. Ông Phạm Bình Minh phải chịu trách nhiệm về việc người dân bị lấy tiền giữa lúc họ đang mắc kẹt ở xứ người vì dịch bệnh. Tương tự, sai phạm của ông Vũ Đức Đam cũng liên quan đến sự sống của hàng vạn người trong cơn đại dịch. Muốn biết ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam có bị bắt hay không thì chỉ có thể chờ mới biết. Tính đến ngày 5 tháng 1 năm 2023, Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm thì hai vị phó thủ tướng này đã trở thành nguyên phó thủ tướng, chính thức bị bãi hết mọi chức vụ. Tuy nhiên có thể thấy rằng khả năng này là thấp vì hiện nay đảng đang cho hai vị phó thủ tướng tự xin thôi chức. Ông Vũ Đức Đam từng là thư ký và trợ lý cho cố thủ tướng Võ Văn Kiệt trong 7 năm, sau đó ông về làm việc tại địa phương và trở thành phó vụ trưởng vụ quan hệ quốc tế thuộc Văn phòng Chính phủ vào năm 1994, tiếp đến là vụ trưởng vụ ASEAN thuộc Bộ Ngoại giao trước khi đảm nhiệm vị trí phó thủ tướng. Khi Việt Nam bắt đầu hứng chịu đại dịch COVID-19 từ khoảng cuối năm 2020 và đỉnh điểm là năm 2021, ông Đam trở thành lãnh tụ tinh thần của công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, sau những phát ngôn quyết liệt thì những hậu quả do biện pháp phong tỏa hà khắc nhưng vô lý đã khiến đa số người dân bức xúc. Cùng với vụ nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19 của Việt Á cho thấy rằng ông Đam không thể chối bỏ trách nhiệm của một người chỉ đạo chống dịch. Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam là hai gương mặt được đánh giá là có thực lực trong chính quyền hiện nay. Tiến sĩ nhiều không đếm xuể, nhưng hầu hết những tấm bằng đó không được đánh giá cao bằng cấp, nhưng ông Vũ Đức Đam và ông Phạm Bình Minh lại được công nhận. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng tuyên bố, người có đức tài liêm chính thật sự vì nước vì dân cần được bố trí vào vị trí lãnh đạo, kiên quyết loại người hướng tham nhũng. Và có lẽ việc hạn chế hai phó thủ tướng là để ông chọn làm gương, ít nhất đó là một phần của nguyên nhân. Có thể thấy rằng ông Vũ Đức Đam là một nhân vật có tài có đức, được đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ và yêu mến. Dù không thua kém bất kỳ lãnh đạo nào, nhưng chờ hết đại hội đảng khóa này đến khóa khác, người ta vẫn không thấy ông bước chân vào bộ chính trị. Và dù lập được rất nhiều chiến công trong lĩnh vực văn hóa xã hội, nhân dân ca tụng, thì ông Vũ Đức Đam cũng không có được sự thăng tiến. Một bộ phận dư luận cho rằng, vì ông là người quan thanh niên, có tầm khóa, nhiều khi lại không hợp với guồng của bộ máy chung. Có người lại cho rằng ông có tài đức, nhưng chỉ hợp với vị trí là phó. Nhắc tới Vũ Đức Đam, người ta liên tưởng ngay đến một vị lãnh đạo có đôi mắt sáng trẻ trung, cởi mở và chút hóm hình. Đặc biệt, khi tiếp xúc với ông, rất nhiều người đều cảm nhận được sự thân thiện, xuất phát đến kỳ lạ. Có lẽ do bước ra từ làng quê nên đã hôn đúc nên một vị chính khách gần gũi đến như vậy. Trong các tướng lĩnh lãnh đạo nhà nước Việt Nam, hiện nay có hai người ở vị trí cao nhưng xuất thân từ gia đình thuần nông là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Nhân vật thứ hai không ai khác chính là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Cầm đết, thế lực Kiên Giang bọc bầm trỗi dậy, bảo kê Hà Văn Phúc xí 4.000 tỷ nhà nước. Từ chân sai vặt bệnh viện làng, leo tới giám đốc sở, vuốt mặt tổng trọng vì có chú bấy chống lưng. Thưa quý vị, ai cũng biết rõ từ trước cho đến nay, thế lực Kiên Giang hùng mạnh như thế nào. Thậm chí ông trùm đứng đầu có thể đấu tay đôi với cả người đốt lò vĩ đại. Cho nên, việc một ông đệ tử ruột là Hà Văn Phúc, từ một thầy lang cấp làng được bảo kê một bước thành giám đốc sở y tế, quả thật không phải là chuyện ai cũng làm được. Khiếp hơn là việc chống lưng này để tìm sân sau kết nối thao túng gói thầu 4.000 tỷ về tay chia chác. Nếu để ý không khó để nhận ra, bao lần thanh tra kê khai thì lang y này vẫn ung dung lọt qua lửa lò để rồi hạ cánh an toàn trong khối tài sản khổng lồ. Điều này cho thấy thế lực Kiên Giang vẫn còn rất mạnh và vì sao lại cả gan tự tung tự tác nhúng tay trực tiếp như vậy, cùng làm rõ ngay sau đây. Y tá trưởng làng thành tiến sĩ y khoa, Hà Văn Phúc sinh năm 1967, quê Vĩnh Thuận, Kiên Giang, vào đảng năm 1996. Trước khi bị kỷ luật hạ cánh, Hà Văn Phúc là tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, giám đốc sở y tế, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang bà khóa. Hà Văn Phúc xuất thân từ một y tá miệt vườn tại trạm y tế xã, rồi xin một chân vặt tại khoa cấp cứu bệnh viện huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang để được giới thiệu đi học chuyên tu bác sĩ tại Đại học Y Cần Thơ. Sau khi có bằng chuyên tu, bằng một cách nào đó, Phúc đã leo lên được học vị tiến sĩ y khoa, cao cấp chính trị, thầy thuốc ưu tú, rồi lên vào guồng máy lãnh đạo. Chừng đó thôi, đủ để thấy tại sao dàn đảng viên cao cấp trong các bộ ban ngành ở Trung ương cho đến lãnh đạo các địa phương đều nhan nhản học vị thạc sĩ, tiến sĩ, học hàm giáo sư, phó giáo sư, dù chẳng có công trình nghiên cứu sáng tạo nào giúp cho đời. Trở lại câu chuyện Hà Văn Phúc, năm 2004, lúc ông Phúc leo lên được ghế giám đốc trung tâm y tế huyện,
Thanh tra huyện Vĩnh Thuận phát hiện hàng loạt sai phạm trong vấn đề quản lý đất công ở xã Vĩnh Bình Nam. Trong đó, giám đốc Phúc cũng xí phần nhiều diện tích đất công một cách phi pháp. Dù thanh tra phát hiện sai phạm, nhưng ông Phúc chỉ bị khiển trách về mặt đảng. Năm 2013, Hà Văn Phúc nắm giữ vị trí bí thư đảng ủy, giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Tại đây, ông Phúc cùng cán bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận xa xẻo ngân sách hơn 8 tỷ đồng. Vụ việc nghiêm trọng đến tháng 9 năm 2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra PC46 Công an Kiên Giang đã khởi tố vụ án điều tra làm rõ sai phạm của các cá nhân liên quan. Có 7 cán bộ của bệnh viện bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra, nhưng ông Phúc thoát nạn. Theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Vĩnh Thuận, Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Y tế chỉ họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Phúc. Mặc dù sai phạm có hệ thống như vậy, nhưng Hà Văn Phúc vẫn tiến thân như diều gặp gió. Năm 2010, Hà Văn Phúc đã là thầy thuốc ưu tú, phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc Sở Y tế, chủ tịch công đoàn ngành y tế Kiên Giang. Chưa hết, ông Phúc còn nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, chiến sĩ thi đua toàn quốc, huân chương lao động hạng 3. Năm 2015, dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang khởi công xây dựng, tổng mức đầu tư dự án là 3.000 tỷ đồng, với quy mô 1.200 giường bệnh do Sở Y tế Kiên Giang làm chủ đầu tư. Ngày lễ khởi công, có mặt cả hai lãnh đạo quê Kiên Giang là Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng và Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh về dự. Dự án này do Hà Văn Phúc theo dõi, phụ trách. Có quá nhiều lùm xùm, nhiều nhà thầu gửi đơn tố cáo rằng chủ đầu tư là Sở Y tế đã có nhiều hoạt động mờ ám, khuất tất, vi phạm luật đấu thầu, có thể gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Tháng 12 năm 2020, tỉnh Kiên Giang khánh thành bệnh viện sản nhi lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long với số vốn đầu tư lên đến 915 tỷ đồng. Có quyền lực trong tay, Hà Văn Phúc bố trí vợ ông là bà Lại Thị Ngọc Điệp ngồi vào ghế phó giám đốc bệnh viện sản nhi tỉnh Kiên Giang. Ngày 8 tháng 5 năm 2021, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang khánh thành, có điều dự toán ban đầu là 2.929 tỷ, đã bị Hà Văn Phúc đẩy lên với tổng kinh phí là 4.200 tỷ đồng. Tháng 4 năm 2022, trong kết luận thanh tra tỉnh Kiên Giang đã chỉ ra nhiều sai phạm của Sở Y tế, có đề cập đến sai phạm mua hóa chất, sinh phẩm kit xét nghiệm COVID-19 của tỉnh Kiên Giang, đều do Sở Y tế và CDC Kiên Giang ký hợp đồng mua sắm với công ty Việt Á. Tổng cộng 4 gói thầu giá rất cao, tới gần 60 tỷ đồng. Theo dư luận Kiên Giang, số tiền mà ông Phúc kiếm được từ các dự án xây dựng bệnh viện, đấu thầu mua sắm vật tư y tế, mua bàn ghế trong ngành và hoa hồng từ Việt Á sẽ không dưới vài trăm tỷ đồng. Vì vậy, các đại ca muốn bao che cũng chịu, không che chắn nổi. Tháng 8 năm 2022, tỉnh ủy Kiên Giang công bố quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng đối với giám đốc Hà Văn Phúc và Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng đã ra văn bản vào tháng 2 năm 2023. Sau đó, tỉnh ủy thống nhất cho ông Phúc thôi các chức vụ trong đảng và chính quyền, cũng như sẽ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh để làm quy trình cho ông Phúc thôi ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, thôi chức giám đốc Sở Y tế, thôi đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021-2026. Tuy nhiên, đến giờ này, Hà Văn Phúc đã an toàn và chính quyền tỉnh Kiên Giang đã làm gì khi để ông y tá miệt vườn thăng tiến, thành đạt và dồi dào bổng lộc cho đến khi hạ cánh như thế? Động thế lực lớn nhất nước đã nhúng tay như thế nào để ông được an toàn như vậy? Hiện nay, bàn cờ chính trị đã cho thấy rõ, quyền lực không cân bằng thì người thắng sẽ có người thua. Xét trong chính trường phe cánh nào đủ mạnh để cân bằng quyền lực toàn trị thì chân rết sẽ được an toàn. Ở nhiệm kỳ 2011-2016, thế lực Nguyễn Tân Dũng cân bằng với thế lực Tổng Trọng nên ông Tổng khó có thể đẩy mạnh quyền lực để đấu lại ông và Dũng. Giờ đây, thế lực của cụ Tổng dù áp đảo, tuy nhiên thực tế cũng đã khác. Khi Tổng Trọng đã moi ra được đầu mối có lợi ích nhóm ăn chia thì độc quyền lực đó cũng không dễ đứng yên ngó lơ. Dù tới nay, quyền lực toàn trị của Tổng Trọng đã được củng cố nhưng vẫn không thể phá tan nhóm quyền lực không sợ lửa lò này. Thậm chí, nhóm này còn đối đầu tay đôi với người đốt lò vĩ đại. Hơn nữa, động này còn là sân nhà của nhiều quan thượng tầng. Tới nay, ai cũng thấy rõ, nhờ bàn tay ma của ông chúa Kiên Giang nhúng vào thì mọi chuyện của Hà Văn Phúc mới ổn thỏa. Trước đó, ông Nguyễn Thanh Nghị là người duy nhất trong số 5 bí thư tỉnh Kiên Giang bị Ủy ban Kiểm tra Ban chấp hành Trung ương Đảng đề nghị xem xét kỷ luật vì liên đới về trách nhiệm đối với các sai phạm trong quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, khoáng sản, môi trường ở tỉnh này từ năm 2011 đến năm 2017, gây thất thoát hơn 2.300 tỷ đồng. Kỷ luật ông Nguyễn Thanh Nghị ở Kiên Giang hồi tháng 8 năm ngoái được cho là rất nhẹ. Đó là kỷ luật phê bình, mức thấp nhất so với khiển trách và cảnh cáo rồi khai trừ khỏi đảng. Hình thức kỷ luật nhẹ như thế này được cho là có bàn tay ông lớn Kiên Giang can thiệp vào, làm cho Nguyễn Thanh Nghị không phải mất chức và từ đó nuôi hy vọng về Trung ương. Điều này cho thấy
anh ba Nam Bộ với danh xưng bậc thầy chính trường cao cờ và quyền lực cỡ nào, Nguyễn Thanh Nghị mới có 47 tuổi. Để cho Nghị có thể đứng được thì ông Dũng cần phải yểm trợ cho Nghị thêm 3 năm nữa. Như vậy, trong 3 năm tới sẽ là 3 năm đầy rủi ro đối với ông Nghị. Trong nhiệm kỳ 3 của Tổng Trọng, Nguyễn Thanh Nghị và thế lực Thiên Giang vẫn chủ chắc như hiện nay, thì ắt sang năm 2026, ông Nghị sẽ tiến thân như diều gặp gió. Toàn cảnh đại án Trương Mỹ Lan, mức án tử hình và những số tiền chiếm đoạt chấn động lịch sử Việt Nam. Thưa quý vị, điều hành tập đoàn Vạn Thịnh Phát với hàng nghìn công ty, chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỷ đồng từ ngân hàng. Trương Mỹ Lan xứng đáng là người đàn bà có máu liều nhất Việt Nam. Chỉ nhìn vào số tiền ngân hàng SCB huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân để rút ruột, số tiền hối lộ quan chức, số bị hại đầu tư mua trái phiếu Vạn Thịnh Phát, số tài sản bị kê biên của Trương Mỹ Lan, đủ nhận thấy đây là một đại án tham nhũng lớn nhất từ trước đến nay, có sự tiếp tay rất lớn của một số cán bộ thoái hóa biến chất. Chỉ đọc những con số liên quan đến đại án Vạn Thịnh Phát, chắc hẳn nhiều người choáng váng vì số tiền chiếm đoạt lớn tới mức tương đương tổng tài sản của 5 người giàu nhất Việt Nam cộng lại, khoảng 13,2 tỷ đô la Mỹ, xô đổ mọi kỷ lục về tham ô, tham nhũng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam từ trước cho đến nay. Nói một cách dễ hiểu hơn, nếu quy đổi ra tiền mệnh giá 500.000 đồng, nó có thể xếp kín khoảng 840 sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Thậm chí, vẫn là đống tiền 500.000 đồng ấy, số tiền chiếm đoạt lớn tới mức có thể nặng tới 68 tấn và khi trải ra có thể dài tới 10.000 km. Bà Trương Mỹ Lan là nữ doanh nhân kiêm tỷ phú người Việt gốc Hoa. Bà là người sáng lập và hiện là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Gia tộc của bà là một trong những gia tộc giàu có nhất Việt Nam. Trước đó, trong gần 2 tuần xét xử vừa qua, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP.HCM, đại diện Viện Kiểm sát và luật sư đã xét hỏi xong đối với các bị cáo, bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án này. Quá trình xét xử, trừ bị cáo Lan, những người khác đều thừa nhận hành vi phạm tội. Do số lượng bị cáo đông, tính chất của vụ án đặc biệt phức tạp, nên Viện Kiểm sát phải mất ít nhất một ngày mới công bố xong bản luận tội, đưa ra quan điểm đề nghị cuối cùng. Bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc 3 tội danh gồm tham ô tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và đưa hối lộ. Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận cáo buộc nắm từ 85 đến 91% cổ phần của ngân hàng SCB như cáo trạng đã nêu, mà cho rằng bị cáo chỉ sở hữu khoảng 4,9% cổ phần của SCB, còn lại là của người thân, bạn bè trong và ngoài nước. Ngoài ra, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng mình không chỉ đạo thành lập các công ty ma, không nâng khống giá trị tài sản để lấy tiền SCB, mà cho SCB mượn tài sản để tái cơ cấu. Cũng tại các phiên xử trước, bị cáo Trương Mỹ Lan xin hội đồng xét xử tạo điều kiện để bị cáo khắc phục hậu quả. Bị cáo Lan cho biết, gia đình của mình đang giao bán một số tài sản để lấy tiền khắc phục hậu quả trong vụ án này. Bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị hội đồng xét xử chuyển 1.000 tỷ đồng mà bị cáo Nguyễn Cao Chí hoàn trả cho mình. Số tiền được xác định do bị cáo Nguyễn Cao Chí chiếm đoạt của bị cáo Trương Mỹ Lan để đưa vào SCB khắc phục thiệt hại. Còn với tư cách là bị hại trong vụ đại án, đại diện của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB đã trình bày không đồng ý với khoản tiền do nhóm bị cáo Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho SCB. Theo cáo trạng, xác định là hơn 498.000 tỷ đồng. Vị đại diện SCB tại tòa đề nghị hội đồng xét xử xác định thiệt hại trong vụ án này là 760.279 tỷ đồng. Liên quan đến 1.166 mã tài sản bảo đảm cho 1.284 khoản vay thuộc trách nhiệm của bị cáo Trương Mỹ Lan, đại diện SCB đề nghị được quyền khai thác, sử dụng, quản lý, không phân biệt tài sản đó có đủ điều kiện pháp lý hay không. SCB cũng đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục truy tìm các tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát chưa bị kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của các bị cáo cho SCB. Theo cáo trạng, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ cho vay giải ngân 2.527 khoản, gồm 1.057 khoản khách hàng cá nhân và 1.470 khoản khách hàng tổ chức với tổng số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, thời điểm khởi tố vụ án, còn 1.284 khoản vay gồm 440 cá nhân vay 512 khoản và 435 tổ chức vay 772 khoản với dư nợ là hơn 677.000 tỷ đồng. Các khoản vay đều thuộc nợ nhóm 5, không có khả năng thu hồi sau khi trừ đi các tài sản bảo đảm có giá trị thiệt hại gây ra cho ngân hàng SCB là hơn 498.000 tỷ đồng. Nhìn vào số tài sản khủng đó cho thấy mức độ giàu có của bà Lan ra sao. Và để có được số tài sản đồ sộ đó, bà Lan đã có những chiêu trò lũng đoạn rút ruột ngân hàng SCB rất cao tay mà bất kỳ ai nghe thấy cũng phải ngả mũ chào thua bởi đầu óc có sỏi có sạn của người đàn bà này. Thủ đoạn này, Vạn Thịnh Phát và những con số khủng khiếp mà đại diện Viện Kiểm sát xác định, việc đưa vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm ra xét xử là không có vùng cấm,
không có đặc quyền, ngoại lệ, nhằm củng cố lòng tin của người dân với Đảng và Nhà nước. Để thực hiện kế hoạch rút ruột SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã xây dựng hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 doanh nghiệp có quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong đó SCB có vai trò đặc biệt quan trọng, được sử dụng như một công cụ tài chính để cấp vốn cho các công ty trong hệ sinh thái của ngân hàng SCB. Trước đó, bà Mỹ Lan bố trí người thân tín của mình giữ các chức vụ chủ chốt của ngân hàng, đồng thời nắm toàn quyền điều hành, chi phối, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng, biến SCB trở thành công cụ tài chính để tổ chức huy động tiền gửi. Từ đó, bà Lan chỉ đạo thuộc cấp tại SCB và hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát sử dụng hàng nghìn cá nhân, pháp nhân để lập cả nghìn hồ sơ khống đứng tên vay vốn của ngân hàng. Các tài khoản ký khống này đều thực hiện rút tiền tại SCB trước khi hợp đồng tín dụng, thủ tục thế chấp tài sản được hoàn thiện. Giúp sức đắc lực cho Trương Mỹ Lan rút ruột SCB chính là tỷ phú Chu Lập Cơ, quốc tịch Trung Quốc, thường trú tại Hồng Kông, là chồng của bà Lan. Ông Chu Lập Cơ là cổ đông chính, chiếm 99,26% cổ phần, chủ tịch hội đồng quản trị, giữ vai trò cao nhất tại công ty cổ phần đầu tư Times Square. Cùng với đó, viện kiểm sát đề nghị mức án nghiêm khắc nhất đối với bản Trương Mỹ Lan. Bị cáo Trương Mỹ Lan phạm tội nhiều lần trong khoảng thời gian dài với thủ đoạn tinh vi, phạm tội có tổ chức. Quá trình điều tra và xét xử không thành khẩn, khai báo quanh co, đổ lỗi cho cấp dưới. Hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không có khả năng thu hồi nên cần phải loại bỏ ra khỏi xã hội. Viện kiểm sát nhận định, đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan mức án nghiêm khắc nhất. Nghiệt ngã, thời huy hoàng của bố già truyền thông Nguyễn Cầu Khế lên một bài báo là cả loạt quan chức đi chạy, không ngờ lại mặt vận vì vụ án từ 15 năm trước, ai đã ra tay. Lần thứ hai thoát nạn, cũng cần nói rõ, trong vụ án Nam Cam không phải không có quan điểm trái chiều từ cơ quan tố tụng Trung ương khi nhiều bị can kêu oan, nhưng do khí thế hừng hực phá án ngày đó, không ai muốn công khai đối đầu. Tại tòa, Trần Mai Hạnh, ủy viên Trung ương khóa 8 và 9 thề đến hơi thở cuối cùng, còn ông cũng phải đòi công lý. Ông Hạnh và em trai Trần Mai Hưởng, giám đốc thông tấn xã Việt Nam, giai đoạn 2009-2011 đều là phóng viên chiến trường, công trạng cũng đáng nể. Cả hai ông đều có mặt tại Dinh Độc Lập vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ngày đó, tướng Bùi Quốc Huy cũng phản bác cáo trạng dữ dội. Trước khi lên thứ trưởng, ông Huy từng là giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh, tổng cục trưởng tổng cục an ninh Bộ Công an đầy quyền lực. Phạm Sĩ Chiến, phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng không nhận tội, luôn kêu oan, vung tay phản đối trước tòa. Mọi thứ đã an bài, hùm thiêng khi đã ra cờ cũng hèn. Cuộc đời cống hiến cho cách mạng cùng với những riêng tư của Trần Mai Hạnh, Phạm Sĩ Chiến, Bùi Quốc Huy và một số sĩ quan công an cao cấp khác đã khiến dân tình bất ngờ khi hàng loạt hành động tha hóa, sai trái đạo đức được phơi bày trên tờ báo Thanh Niên, khi đó do Nguyễn Công Khế lãnh đạo. Tuy nhiên, điều đáng bàn rằng những thông tin được cho là chính thống đó đăng trên Thanh Niên không nhận được sự đồng tình 100% từ nhân dân. Có những ý kiến cho rằng đã cố ý bôi quá đen cho những cán bộ được nêu tên. Phàm ở đời, khi anh dẫm lên người khác để bước thì ân oán cũng theo đó mà chồng chất. Hơn 20 năm trôi qua, đàn em trong ngành của Bùi Quốc Huy nay nhiều người đã đeo lòng tướng. Con trai ông Phạm Sĩ Chiến hiện là kiểm sát viên cấp cao, làm phó cho một mảng quan trọng trong Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Như đã nói ở phần trước, năm đó phe giấu mặt ủ mưu đưa Nguyễn Công Khế vào nhà đá với một trong ba tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 281 Bộ Luật Hình sự, cố ý làm lộ bí mật nhà nước theo Điều 263 Bộ Luật Hình sự và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự. Việc bất hành nhưng không có nghĩa là họ đã bỏ qua cho Khế. Về phần Khế, tuy nghỉ việc ở báo Thanh Niên, nhưng với vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, Khế xem như vẫn còn điều hành báo Thanh Niên suốt một thời gian dài. Bên cạnh đó, Khế vẫn nắm Duyên dáng Việt Nam và cho ra đời tạp chí Một Thế giới vào năm 2013. Đầu tháng 12 năm 2015, hàng loạt bài báo tung ra trên các trang mạng xã hội được ký bút danh câu lạc bộ NBT. Nội dung loạt bài viết về Nguyễn Công Khế rất dữ dội. Những bài viết công phu, sống động còn kèm theo đầy đủ bằng chứng quy cho Khế các tội danh tham nhũng, lừa đảo. Nguy hiểm hơn, phe tấn công giấu mặt này còn giải mã hồ sơ, tài liệu mật, kết luận Nguyễn Công Khế từng phản bội, chiêu hồi, làm gián điệp, gây tội ác như thế nào với cách mạng và nhân dân. Đỉnh điểm, xuất hiện thư kiến nghị của Trung tướng Lưu Phước Lượng yêu cầu Trung ương điều tra ngăn chặn âm mưu lũng đoạn nhân sự, can dự chính trường của Nguyễn Công Khế. Tướng Lượng nguyên là Phó Tư lệnh Quân khu 9 Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. Cơ quan an ninh Bộ Công an, Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng và Nội chính của Đảng cùng vào cuộc, dư luận nín thở nghĩ rằng phe này với đòn sấm sét triệt hạ, Khế sẽ bị bắt giam khẩn cấp để điều tra.
Nhưng không, một lần nữa Khế thoát hiểm một cách ngoạn mục bởi thế lực bảo vệ cho Khế lúc này quá mạnh và phe tấn công cũng đã phạm phải sai lầm. Những tội trạng tự quy kế cũng như các bằng chứng không có tính xác thực thì không thể gây hại cho bất cứ ai được. Lần thứ ba, bất quá tàm. Chiều ngày 16 tháng 1 năm 2013, Nguyễn Công Khế mặt vận đành tra tay vào còng, chấm hết một thời huy hoàng và ngạo nghễ. Bắt đúng thời điểm, rút kinh nghiệm các lần trước, có vẻ như lần này phe tấn công đã ra đòn mà không phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Thời điểm bắt không nhạy cảm vì còn 2 năm nữa mới đến đại hội 14. Đối phương cũng không ghép Khế với tên tuổi một chính trị gia nào. Nguyễn Công Khế bị bắt cùng một thuộc cấp cũ là Nguyễn Quang Thông, một tay bút không có số má, cựu tổng biên tập báo Thanh Niên, với cùng tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật hình sự. Cũng có thể cơ quan điều tra bắt Nguyễn Công Khế do liên quan đến vụ chuyển nhượng khu đất ở bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh là khởi đầu cho việc bắt đến lãnh đạo cấp cao, bắt thêm hàng trăm quan chức và cựu quan chức ở thành phố Hồ Chí Minh vì đã có hàng trăm vụ vi phạm giống hệt như vụ của Khế. Năm 2008, không chỉ báo Thanh Niên là đơn vị duy nhất mua đất của nhà máy thuốc lá Sài Gòn khi nhà máy rời đi chỗ khác. Ngoài ra, thanh tra chính phủ cũng đã nhiều lần thanh tra các vụ cộng cán về đất đai ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cơ quan này chưa bao giờ giải quyết triệt để và cũng không đề cập đến vụ chuyển nhượng khu đất vàng nói trên. Nói vậy để mọi người thấy rõ, hồi tố một vụ việc cách đây hơn 15 năm đi qua cả 3 kỳ đại hội đảng rõ ràng là có ẩn khuất. Nhiều đồn đoán cho rằng Nguyễn Công Khế bị bắt là vì ông ta đang vận động hậu thuẫn cho các chính trị gia phía Nam. Đúng sai chưa vội kết luận, nhưng giá như sau lần suýt vào vòng lao lý thứ hai, Khế lùi thật xa, thoái vốn, rút lui khỏi tập đoàn truyền thông Thanh Niên thì không có cái kết như ngày hôm nay. Khế quá giàu và cũng quá nổi tiếng trong làng báo và trên cả nước, sống như một ông hoàng trong biệt thự rộng mấy ngàn mét vuông, chỉ cần hưởng thụ vui thú điển viên hoặc bán hết tài sản sang nước ngoài định cư như nhiều nhà báo khác đã làm, tránh xa các trò chơi quyền lực, có lẽ đã không phải trở thành củi. Khiếp, chỉ hơn 10 năm, Hoàng Thị Thúy Lan từ giáo viên cấp 2 đã lên tới bí thư tỉnh ủy. Vì sao thăng tiến thần tốc khủng khiếp đến như vậy? Thế lực nào chống lưng bà chúa vùng? Thưa quý vị, chỉ 2 ngày có tới 9 lãnh đạo thuộc Trung ương bị bắt khẩn cấp về tội nhận hối lộ do có liên quan đến các sai phạm của tập đoàn Phúc Sơn. Ngay khi thông tin này được đăng tải đã gây nên nhiều ý kiến xôn xao trong dư luận. Đáng chú ý, một trong những bị cáo của bà Hoàng Thị Thúy Lan đang giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Điều này đã chứng minh thêm một lần nữa lo của Tổng Trọng không có vùng cấm. Được biết rằng ngoài bê bối bổ nhiệm con gái làm phó giám đốc sở khi mới 31 tuổi, thì Hoàng Thị Thúy Lan cũng được biết tới với biệt danh bà chúa vùng khi từ một giáo viên nghèo trở thành bí thư chức vụ lớn nhất tỉnh Vĩnh Phúc. Vậy bà Lan quyền lực cỡ nào, bằng cách nào mà bà đã thăng tiến một cách khủng khiếp đến như vậy? Thế lực nào đang chống lưng cho bà chúa vùng? Cùng làm rõ ngay sau đây. Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa bị bắt do liên quan đến vụ án tại tập đoàn Phúc Sơn. Trước đó bà Lan cũng gây xôn xao khi con gái của bà Lan từng được bổ nhiệm làm phó giám đốc sở khi mới 31 tuổi vào năm 2021. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Bà Hoàng Thị Thúy Lan bị bắt vì tội nhận hối lộ do có liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, viết tắt là tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long, viết tắt là công ty bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Tối qua, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết về việc tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và cho phép các cơ quan chức năng thực hiện khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, từ giáo viên huyện nghèo tới ghế bí thư tỉnh ủy. Bà Hoàng Thị Thúy Lan sinh năm 1966, quê quán tại phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Bà có trình độ thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị. Bà Lan từng gây xôn xao dư luận khi tỉnh Vĩnh Phúc quyết định bổ nhiệm con gái của bà Lan là Trần Huyền Trang, sinh năm 1990, làm phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc vào tháng 2 năm 2021. Thời điểm đó, bà Trang 31 tuổi, trở thành nữ phó giám đốc sở trẻ nhất tỉnh Vĩnh Phúc cũng như cả nước. Bắt bí thư Hoàng Thị Thúy Lan thêm một lần nữa chứng minh không có vùng cấm. Bà Hoàng Thị Thúy Lan là người nắm giữ một lúc 3 chức vụ: bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Như vậy mới thấy quyền lực trong tay bà khủng khiếp cỡ nào. Ông Lê Duy Thành, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũng bị bắt tạm giam về tội nhận hối lộ. Bắt cùng lúc với hai nhân vật trên là chủ tịch, nguyên chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi và nhiều cá nhân liên quan đến vụ án tập đoàn Phúc Sơn. Được biết trước đó, nhiều công an xuất hiện ở khu vực nhà riêng của bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và cựu chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi. Theo ghi nhận, nhiều công an xuất hiện chặn ngã tư đầu phố Triền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
hạn chế tiếp cận nhà riêng của bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc. Cách đó khoảng 3 km, lực lượng công an cũng lập rào chắn, hạn chế đi lại vào khu vực đường Phạm Hồng Thái, nơi có nhà ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch Lê Duy Thành trước đó đã không tham dự hội nghị công bố quy hoạch của tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Không có vùng cấm, không có chuyện bao che cho bất kỳ ai, đã có hành vi sai phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật. Theo dõi những vụ khởi tố tạm giam, truy tố, xét xử cán bộ cấp cao, người dân tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật. Một quốc gia mà pháp luật được thượng tôn, mọi công dân bình đẳng trước pháp luật, đó là thể hiện cao nhất của dân chủ, văn minh và tiến bộ. Người dân nhìn vào các vụ án để củng cố thêm niềm tin vào công lý, còn cán bộ, quan chức nhìn vào để tự nhắc nhở mình nhớ bài học về đạo làm quan. Khi có quyền lực trong tay, rất dễ bị sa ngã, không kiềm chế được lòng tham, bị đồng tiền làm cho lóa mắt thì trước sau cũng sẽ xa lưới pháp luật. Ông chủ của công ty Việt Á Phan Quốc Việt dùng tiền hạ gục nhiều cán bộ, trong đó có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Ông chủ tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu dùng đồng tiền hạ gục bí thư, chủ tịch các tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, chưa kể các cán bộ cấp thấp hơn của các địa phương này. Bài học về đạo làm quan là chỉ có con đường liêm khiết, công chính mới tồn tại, để lại tiếng thơm, còn ngược lại sẽ bị pháp luật trừng trị, mất hết tất cả. Cho dù có ai đó thoát lưới pháp luật thì vẫn phải nhận bản án của thẩm phán sáng suốt và công tâm, đó chính là nhân dân. Dân gian nói, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ là như vậy. Chân dung Triệu Tài Vinh, bí thư tỉnh Hà Giang, người có tài đưa cả họ làm quan đúng quy trình, sai phạm dài như sớ vẫn được về trung ương. Cụ Tổng nổi giận, điều tra chuẩn bị cho vào lò. Ông Triệu Tài Vinh là phó trưởng ban dân vận trung ương. Ông từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021. Thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, ủy viên ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, phó trưởng ban kinh tế trung ương, bí thư tỉnh ủy Hà Giang 2010-2019, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang 2016-2019. Trong năm 2019, Triệu Tài Vinh thường xuyên xuất hiện trên báo chí Việt Nam với các cáo buộc thực hiện gia đình trị tại Hà Giang. Năm 2020, ông bị Bộ Chính trị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Ông là một trong hai ủy viên Trung ương khóa 12 được giới thiệu tái cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa 13, nhưng không trúng cử. Ông còn là người nổi tiếng có tài, đưa cả họ vào làm quan đúng quy trình. Sai phạm dài như sớ vẫn được về Trung ương, khiến cho cụ Tổng nổi nóng, lập tức rà soát sai phạm để đưa vào lò. Để biết thông tin nhân vật này như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi. Triệu Tài Vinh sinh ngày 26 tháng 8 năm 1968, quê quán tại xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Hiện nay, ông cư trú ở phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Ông sinh ra trong một gia đình công chức có ông là lý trưởng dưới Triều Nguyễn. Triệu Tài Vinh là con trai ông Triệu Đức Thanh sinh năm 1944, quê xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang, nguyên chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang, nguyên phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang năm 1991. Ngày 27 tháng 9 năm 2021, Triệu Tài Vinh được điều động giữ chức Phó trưởng Ban dân vận Trung ương. Triệu Tài Vinh có ít nhất 8 người. Gia đình ông gồm vợ, anh em ruột thịt, em rể. Triệu Tài Phong, bí thư huyện ủy huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, là em trai ông Vinh. Triệu Sơn An, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, là em trai ông Vinh. Triệu Tài Tân, Phó phòng hành chính viễn thông tỉnh Hà Giang, là em trai ông Vinh. Triệu Thị Giang, Phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hà Giang, là em gái ông Vinh. Mạc Văn Cường, chồng bà Giang, em rể ông Vinh, Phó trưởng Công an thành phố Hà Giang. Triệu Lá Pham, anh họ ông Vinh, Phó trưởng Ban nội chính tỉnh ủy Hà Giang. Triệu Thị Tình, em họ ông Vinh, Phó giám đốc phụ trách Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Hà Giang. Em trai ông Vinh là ông Triệu Tài Phong, bí thư huyện ủy Quang Bình, thì khẳng định trên báo chí. Bản thân ông công tác chính quyền từ năm 1989, sớm hơn ông Vinh 6 năm. Bản thân không được hưởng bất kỳ ưu đãi nào. Người anh song sinh là ông Triệu Tài Tân, chỉ làm phó phòng hành chính, chứ không phải phó giám đốc viễn thông Hà Giang. Ông Triệu Lạp Pham và bà Triệu Thị Tình chỉ là người cùng quê và không có liên hệ máu mủ. Em gái là bà Triệu Thị Giang là phó phòng kinh tế đối ngoại sở, không phải phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh. Triệu Tài Vinh có một người con gái là Triệu Ngọc Mai, nằm trong danh sách học sinh được điểm cao trong vụ việc nâng điểm kỳ thi trung học phổ thông năm 2018. Theo lời khai của bà Triệu Thị Chính, khi xét xử vụ án gian lận thi cử ở Hà Giang, thì bà là em của ông Triệu Tài Vinh, không rõ là anh em họ hàng hay em ruột. Cả họ, cả nhà làm quan chức đúng quy trình. Ngày 17 tháng 9 năm 2016, trên mạng xã hội đăng tải thông tin có ít nhất 8 người là vợ, anh em ruột thịt, em rể, anh em họ hàng của ông Triệu Tài Vinh đang giữ các vị trí chủ chốt của nhiều ban ngành địa phương trong tỉnh. Trao đổi với Tuổi Trẻ vào sáng cùng ngày, ông Vinh xác nhận cả 8 người trên đều là người thân của mình. Nhưng 8 người thân của tôi được bổ nhiệm đều đúng quy trình. Ông Vinh cho rằng
Nếu chỉ nhìn vào danh sách người nhà này thì sẽ là chuyện không hay, nhưng đi vào từng trường hợp cụ thể thì sẽ thấy việc bổ nhiệm không có khuất tất. Ông khẳng định rằng lên Hà Giang sẽ biết năng lực người được bổ nhiệm. Dư luận thì có ý kiến khác nhau về sự kiện, cả họ cả nhà làm quan chức đúng quy trình này. Giáo sư tiến sĩ Võ Đại Lược, Tổng Giám đốc Trung tâm Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, nguyên thành viên ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải cho rằng, nếu cứ để tình trạng cả họ cả nhà làm quan đúng quy trình, thì đến một lúc nào đó quyền lực gia đình sẽ lại lấn át cả quyền lực nhà nước, chẳng cơ quan nào kiểm soát được. Sự kiện sai phạm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 ở Hà Giang. Ngày 17 tháng 7 năm 2018, báo điện tử Vietnamnet đăng video họp báo công bố sai phạm thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 ở Hà Giang. Trong đó có tất cả 114 thí sinh được ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng phòng khảo thí, nâng điểm. Một trong những thí sinh có điểm thi cao bất thường ở Hà Giang là con gái của Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Triệu Tài Vinh. Cụ thể, con gái ông được nâng điểm toán từ 6 lên 9,4 và điểm tiếng Anh từ 8 lên 10 điểm. Ngoài ra, hai người cháu của ông Vinh cũng được nâng điểm. Nói về bê bối nâng điểm thi cho 114 thí sinh, trong đó có con gái và các cháu ông Vinh cho biết đã rất buồn và không hề biết gì về vụ việc trên. Nhiều người đã bị truy tố trách nhiệm hình sự, nhưng ông Triệu Tài Vinh thì không bị gì mà còn được đưa về Trung ương để làm Phó Ban Kinh tế Trung ương. Vụ việc này làm người ta nhớ tới vụ án gian lận thi cử của con Lê Quý Đôn là Quý Kiệt, nhưng còn ở mức độ nghiêm trọng hơn vì dù sao đi nữa, Quý Kiệt cũng bị trừng phạt, còn Lê Quý Đôn thì Trịnh Sâm lấy cớ Quý Đôn là bậc đại thần bỏ đi không xét. Vì sao dân mình cứ mãi u mê, dâng sao giải hạn, suy sụp khấn vái, cầu xin đủ thứ? Thưa quý vị, theo nhà báo Hoàng Anh Sướng, báo Tuổi Trẻ, một trong những lý do căn bản nhất là một số nhà sư Việt Nam đương đại đã biến Phật thành vị thần linh và biến chùa thành nơi buôn thần, bán thánh. Để rồi, ngày ngày biết bao con người hễ cứ đến chùa là dâng lên Phật chút lễ bạc, rúi vào tay Phật chút tiền mọn rồi quỳ dạp dưới mấy cây hương mà cầu nguyện Đức Phật ban cho đủ thứ. Nào danh, lợi, tiền, tình, những thứ mà Đức Phật đã buông bỏ từ lâu. Những thứ theo Đức Phật đó là nguồn gốc của khổ đau, bất hạnh. Ai học đạo Phật đều biết Đức Phật vốn là một thái tử, đã từng có vợ đẹp, con khôn, cung vàng, điện ngọc. Tương lai sẽ là một vị vua thống trị cả một đất nước. Nhưng vì thấy cuộc đời vốn dĩ có nhiều khổ đau, nên Ngài đã rũ bỏ tất cả danh lợi tốt đỉnh ấy để đi tìm con đường thoát khổ. Và Ngài đã thành công. Bởi thế, thật là thiếu hiểu biết nếu chúng ta cứ cầu xin Phật ban cho địa vị, công danh, bạc tiền, tình ái, thứ mà Ngài đã buông bỏ từ lâu. Bởi thế, thật là thiếu hiểu biết nếu chúng ta coi đạo Phật là đạo của tín mộ, của cầu nguyện, cầu cúng. Hơn ai hết, các nhà sư phải là những bậc thầy về nghệ thuật chuyển hóa khổ đau, chế tác hạnh phúc. Có như thế, họ mới độ được cho chúng sinh đang trôi lăn trên biển khổ trầm luân. Song tiếc thay, một số nhà sư bây giờ coi đi tu là một nghề kiếm sống, làm ăn, thậm chí là làm giàu. Khoảng hơn chục năm trở lại đây, hàng loạt các ngôi chùa lớn mọc lên như nấm ở nước ta. Để có tiền xây dựng, các nhà sư phải cúng tế, làm lễ cầu siêu cho người mất, lễ dâng sao giải hạn, kêu gọi lòng hảo tâm đóng góp của các Phật tử. Nhiều khi tài chính không đủ, một số nhà sư đã phải đi vay ngân hàng, lo trả nợ để mất ăn mất ngủ. Tôi đã từng gặp những nhà sư xây dựng đến 2-3 ngôi chùa, ngôi nào cũng hoành tráng. Hễ gặp là thầy kêu mệt quá, lo quá. Tôi hỏi, thầy xây nhiều chùa thế để làm gì? Thầy bảo, chắc tại kiếp trước thầy phá chùa nhiều, nên kiếp này thầy phải xây để trả nợ. Tôi hỏi, chùa lớn thế này, thầy có tổ chức các khóa tu cho chúng sinh hay không? Thầy cười bảo, thầy bận lắm, thời gian đâu mà tổ chức. Chỉ nội việc tìm các đệ tử trông nom các chùa cho thầy cũng đã mệt rồi. Tôi nghe mà buồn quá. Càng buồn hơn khi tận mắt chứng kiến một số nhà sư bây giờ còn đua đòi theo lối sống hưởng thụ vật chất xa hoa. Ô tô hạng sang, đồng hồ tiền tỷ,
điện thoại đắt tiền. Nơi ở thì xa hoa, lộng lẫy như cung vua, phủ chúa. Có sư còn sở hữu đến vài chiếc xe ô tô. Có sư còn sở hữu nhiều căn hộ ở Hà Nội phải nhờ người nhà đứng tên. Lại có sư ăn chơi trác táng, lao vào hết cuộc mây mưa này đến cuộc mây mưa nọ. Trong đó có cả những cuộc tình đồng giới. Tội lỗi hơn, họ còn mây mưa ngay tại chùa. Vâng quý vị ạ, tu trước hết là để diệt trừ tham sân si, ba nguồn cơn dẫn đến bể khổ. Vậy mà một số nhà sư vẫn tham vật chất, si mê, sắc dục, như thế thì tu cái nỗi gì? Bổn phận của các thầy tu, tôi nghĩ không phải là xây dựng những ngôi chùa lớn, bức tượng lớn đang mọc lên như nấm như bây giờ. Bổn phận của họ là xây dựng những ngôi chùa của trí tuệ, của lòng từ bi, ngôi chùa của hiểu biết, thương yêu trong tâm hồn, trái tim của mọi người. Tiếc thay, sứ mệnh ấy nhiều người lại không quan tâm đến. Đến chùa chứ đâu phải trung tâm thương mại. Quý vị có thể thấy là cứ Tết Nguyên Đán xong, thiên hạ lại nô nức vào mùa lễ hội. Ấy là đang nói ở xứ ta, một nước hàng năm có tới hơn 8.000 lễ hội lớn nhỏ, thì dùng chữ nô nức vẫn còn nhẹ. Những lễ hội, sự cúng bái, bản thân nó cũng không phải là một cái tội. Nếu xấu, nó đã không tồn tại. Gắn liền với lễ hội, cầu cúng là cơ sở vật chất đền chùa. Những hoạt động tín ngưỡng thu hút con người phần lớn là được tổ chức ở đền chùa, tức là ở nơi thờ thánh, thần, Phật. Từ ngàn xưa, người ta đã đi chùa, đi đền để cầu xin ơn trên phù độ, xin những điều may mắn, tốt đẹp, cả vật chất lẫn tình cảm, tinh thần. Viếng đền chùa, cầu cúng là điều không thể thiếu trong đời sống của số đông con dân nước Việt này. Theo thời gian, đền chùa được xây dựng ngày càng nhiều, ngày càng to, hoành tráng. Có nhiều chùa tuy mới lập hoặc là tôn tạo từ nền móng cũ nhưng đã chen vào những kỷ lục, thu hút đông đảo khách thập phương. Nhiều chùa cũ cũng được tô điểm trùng tu lại, thêm tượng, thêm bát hương, mở hẳn những dịch vụ mà xưa nay chỉ lặng lẽ ngấm ngầm. Không nói ra thì ai cũng rõ, gần như có những cuộc đua công khai giữa các cơ sở thờ tự, mục đích là để dành thật nhiều con nhang đệ tử về mình. Nhiều khách tức là sẽ nhiều tiền. Chả trách mà dư luận xã hội không ít èo xèo về chuyện buôn thần bán thánh, trốn linh thiêng thành trung tâm thương mại, trong khói hương, sức nức, mùi tiền. Thôi, tạm gác lại không bàn sâu về những câu chuyện liên quan đến tiền bạc ở nơi đền thánh, chùa chiền đã và đang diễn ra, như cúng dâng sao dại hạn tại chùa Phúc Khánh, còn gọi là Tổ Đình ở thủ đô, hay phát bán ấn ở đền Trần tại Nam Định và Thái Bình, bán sớ ở chùa Hương, Hà Nội. Mùi tiền năm sau nặng hơn năm trước, khiến thiên hạ phải kêu rêu. Ngay chính một số nhà sư cũng phải lên tiếng về dịch vụ tràn lan nơi cửa Phật, cho rằng đã bị lợi dụng, bị làm sằng làm bậy bởi không có trong giáo lý nhà Phật.